liệu Hoa Kỳ sẽ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam như hy vọng của Tô Lâm hay không? Truyền thông của nhà nước Việt Nam hôm 24 tháng 9 đưa tin, trong chuyến đi làm việc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 79 tại New York của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các công ty của Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký nhiều thỏa thuận về công nghệ và năng lượng. Nhân sự kiện này, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam phát biểu rằng ông hy vọng chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam. Trước đó, tại Đại học Columbia, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhìn nhận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn còn những cái nhìn khác biệt về các vấn đề liên quan đến nhân quyền, các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và tôn giáo. Tuy nhiên, theo giới quan sát quốc tế, yếu tố ý thức hệ là một trong những nguyên nhân chính đằng sau việc Hoa Kỳ không công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường. Trong khi đó, Hà Nội và Bắc Kinh luôn đồng thuận trong việc phải duy trì ổn định chính trị ở mỗi nước. Bắc Kinh cũng sẽ không hài lòng nếu như mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Theo một số ý kiến, trong giới chức lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, chiếm số đông trong đảng thì vẫn nghi ngờ mục tiêu thực sự của Mỹ. Họ đã không loại trừ khả năng người Mỹ đứng đằng sau cái gọi là cách mạng màu để mà lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay. Việc quân đội Việt Nam mới đây cáo buộc Trường Đại học Fulbright Việt Nam, một biểu tượng của sự hợp tác Việt Nam-Mỹ, đang thực hiện một âm mưu cách mạng màu là một ví dụ như vậy. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân đã khiến cho Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào đầu tháng 8 năm 2024 tiếp tục xếp Việt Nam vào nền kinh tế phi thị trường. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm trong chuyến công du Hoa Kỳ lần này được cho là đã hết sức nỗ lực để giải quyết dứt điểm vấn đề nan giải này. Trong khi ban lãnh đạo Hà Nội về mặt danh nghĩa thì vẫn khẳng định Việt Nam đang duy trì một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục hỗ trợ chi phối các doanh nghiệp nhà nước, mà Việt Nam Airlines là một ví dụ điển hình. Theo tiêu chuẩn quy định của phương Tây và Hoa Kỳ sẽ không thừa nhận sự can dự mạnh mẽ của nhà nước và nền kinh tế, vì điều đó sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong cạnh tranh giữa các thành phần kinh tế với nhau. Nhà nước Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Hoa Kỳ và các quốc gia phương Tây công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường với mục đích hy vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ và ưu đãi của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Nhưng dứt khoát, Hoa Kỳ và các nước phương Tây không thừa nhận. Nếu như Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường, hàng nhập khẩu của Việt Nam và Mỹ sẽ được giảm thuế chống bán phá giá so với giữa Thái Lan, một quốc gia có nền kinh tế thị trường với mức thuế áp tôm đông lạnh của Thái Lan chỉ là 5,3%, trong khi cũng với mặt hàng này, Việt Nam đang phải chịu thuế suất gấp hơn 4 lần ở mức lên tới 25,7%. Trước đây đã lâu, trong chuyến thăm của Tổng thống Hoa Kỳ Biden đến Hà Nội vào ngày 10 tháng 9 năm 2023, hai nước đã cam kết Hoa Kỳ ủng hộ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường và tiến tới công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam theo luật của Hoa Kỳ. Ngay sau đó, vào tháng 10 năm 2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến công du Hoa Kỳ đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ chấm dứt việc gắn nhãn nền kinh tế phi thị trường Việt Nam được phía Mỹ hứa sẽ xem xét. Nhưng rốt cuộc, Mỹ đã không công nhận vào hồi tháng 8 vừa qua. Tóm lại, theo các nhận định, đây là vấn đề khó khăn không chỉ riêng với nhà nước Việt Nam, mà cũng là một thách thức đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Biden, với lý do phía Mỹ đang nỗ lực lôi kéo Việt Nam trong khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào ngày 5 tháng 11 đã cận kề. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin liệu Hoa Kỳ sẽ sớm công nhận quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam như hy vọng của ông Tô Lâm hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao đã đến lúc Tổng Bí thư Tô Lâm cần phải xem xét hủy bỏ Điều 4 của Hiến pháp? Theo một số đánh giá, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm được cho là một lãnh đạo có xu hướng theo chủ nghĩa tư bản, thực dụng và ưa hưởng thụ. Trong khi người tiền nhiệm của ông là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là một nhân vật bảo thủ bởi sự kiên định với chủ nghĩa xã hội Marx Lenin. Trong những ngày gần đây, dường như được bật đèn xanh, truyền thông nhà nước liên tục đưa tin về việc xử lý nghiêm khắc với các quan chức tham nhũng.
tờ báo Pháp Luật Đời Sống vào ngày 24 tháng 9 đưa tin cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương bị tuyên án tử hình. Bản tin cho biết, kết thúc phiên tòa vào ngày 23 tháng 9, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên bị cáo Nguyễn Hoàng, cựu trưởng phòng tài chính kế toán, cựu kế toán trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, mức án tử hình vì tội tham ô tài sản. Theo cơ quan điều tra, trong quá trình quản lý từ năm 2017 đến năm 2023, bị cáo Nguyễn Hoàng đã sử dụng 6 tài khoản ngân hàng để viết khống 409 giấy rút tiền, rút hơn 246 tỷ đồng, nhưng chỉ nhập quỹ có 94 tỷ đồng. Còn 152 tỷ đồng bị cáo Hoàng sử dụng cá nhân. Phải đến tháng 2 năm 2023, do nội bộ ăn chia không đều và tố cáo lẫn nhau, thì vụ việc mới bị vỡ lở. Liên quan đến vụ án, hội đồng xét xử cũng tuyên phạt hai cựu viện trưởng viện này là bị cáo Đặng Đức Anh và Nguyễn Trần Hiền với mức án 3 năm tù, cựu kế toán trưởng Phạm Sơn Thủy 4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, các bị cáo này đã không kiểm tra, giám sát trước khi ký duyệt, dẫn đến việc bị cáo Hoàng có thể biển thủ công quỹ trong thời gian rất dài, nhưng không bị phát hiện. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến cho rằng số tiền khổng lồ 154 tỷ đồng trong vòng 7 năm không cánh mà bay là tiền thuế và từ mồ hôi nước mắt của người dân đóng góp. Việt Nam không phải là nước đầu tiên hay duy nhất đề cập đến đảng phái chính trị trong hiến pháp. Trong quá khứ cũng như hiện tại, các quốc gia như Liên Xô, Trung Quốc, Bắc Hàn và Cuba cũng có những điều khoản khẳng định sự lãnh đạo đảng cộng sản của nước họ. Thực chất, Điều 4 Hiến pháp năm 1980 được xây dựng dựa trên sự tham khảo Điều 6 Hiến pháp của Liên Xô. Điều 4 Hiến pháp Việt Nam vào năm 1992 lại được xây dựng trên cơ sở Điều 4 Hiến pháp năm 1980 chỉ bỏ từ duy nhất sau khi hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ. Tuy nhiên, việc này cũng không làm nhẹ đi vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi khái niệm đa đảng còn là vấn đề hết sức nhạy cảm. Mới đây, Hoàng Tùng Thiện, đồng sáng lập Đảng Lạc Hồng, người kêu gọi đa đảng chính trị cho Việt Nam, vừa bị Tòa án Nhân dân Hà Nội tuyên 6 năm tù vào ngày 10 tháng 9. Vì nếu không có đa đảng, không có cạnh tranh chính trị, thì những vụ tham nhũng như vậy ngày một lớn vẫn xảy ra. Trước khi lên đường đi Mỹ ít giờ, thì ông Tổng Bí thư Tô Lâm đã quyết định trả tự do cho hai nhân vật nổi tiếng là Trần Huy Duy Thức và bà Hoàng Thị Minh Hồng nhằm giảm bớt áp lực quốc tế. Công luận thấy rằng Điều 4 Hiến pháp xác định vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam liên quan những vấn đề trọng đại của quốc gia là một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất, trong khi thể chế chính trị độc đảng, độc tôn của Việt Nam hiện nay đã vô hiệu hóa các thiết chế kiểm tra, giám sát cũng như việc điều chỉnh quyền lực. Sự tồn tại của Điều 4 Hiến pháp dẫn đến tình trạng cha trùng không ai khóc như vụ việc sai phạm ở Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương là một trong hàng vạn các vụ việc tham nhũng ở mọi cấp từ Trung ương đến địa phương đã, đang và tiếp tục diễn ra. Cũng là đến lúc Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban lãnh đạo Đảng phải nghiêm túc nhìn nhận lại, xem xét sửa đổi Điều 4 Hiến pháp năm 1992. Không phải không có lý khi người dân Việt Nam thường mỉa mai chua xót rằng thằng ấy là đảng viên nhưng nó vẫn là người tốt. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin vì sao đã đến lúc Tổng Bí thư Tô Lâm cần xem xét hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.